Ơi cô em dễ thương, hãy cho biết tên cô em là chi, nhà em ở đâu, em bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa? Oh yeah. Năm nay em 20, nhà em ở xa xa ơi là xa. Bạn trai có rất nhiều nhưng mà vẫn chưa có người yêu.